xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì Hương và Huy đang có mặt tại quận 5, còn được gọi là Chinatown của Sài Gòn. Và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ làm một cái video clip ăn sạch hết luôn cái quận 5 này. Và các bạn hãy cùng theo chân Hương và Huy chúng ta đi khám phá quận 5 xem có gì ngon nha. À mà quên nữa, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hương và Huy. Yeah, đi thôi. Đi ăn gì trước Huy? Bây giờ hả, bây giờ tụi Huy và Hương đang có mặt ở quận 5. Thì nhắc tới quận 5 là nhắc tới cái gì Hương? Nhắc tới quận 5 là nhắc tới đồ ăn. Là nhắc tới chợ lớn. Đúng rồi, chợ lớn. Ok. Chợ lớn bên đây phải không? À đúng rồi. À đây là chợ Kim Biên nha mọi người. Chợ Kim Biên là một cái chợ hay bán hóa chất. Thì bây giờ Huy nói là Huy sẽ dắt Hương đi ăn món món gì Huy ha? À bây giờ đang là 3:46 thì bây giờ Huy với Hương sẽ đi ăn chiều trước. Ăn thì chiều. Bây giờ Huy sẽ dẫn Hương tới một cái quán bán hủ tiếu sa tế. Hủ tiếu sa tế. Thì cái quán này á thì hồi xưa còn nhỏ á, Huy đã dẫn đi ăn rồi tại vì đây là một cái quán lâu đời nhất. Của hủ tiếu sa tế á. Dạ. Nghe cái tên cũng rất là khá là hấp dẫn, nghe rất là cay. Thì Hương không có biết là nó như thế nào tại vì hồi nhỏ tới giờ Hương cũng chưa có được ăn thử cái món này. Mặc dù Hương là người gốc Hoa nhưng mà Hương chưa được ăn bao giờ hết. Thì sẽ xem phải người Hoa đâu. Trời ơi, đây là người Hoa thiệt mà. Đây là người đâu? Hoa hồng, hoa mai, hoa đào gì á. Thì cái quán này nó local lắm, chỉ có quận 5 và người Hoa mới làm được thôi. Ok, vậy thì mình hãy thử tới quán đó và mình ăn thử nha mọi người. Ok baby. Đi thôi. Ủa mà đường nào vậy? Không biết nữa. Không biết là ai giống như anh không biết đường. Không biết đường nhưng mà Huy nhớ được cái chỗ đó. Huy nhớ được cái quán nó nằm ngay cái đó. Ok thôi cũng được. Thôi nói đường thôi. Là Huy không biết đường nào quận 5 á. Ok. Mình đã tới rồi nè mọi người. Mời giá không? Không luôn đi, hỏi giá. Như là trong theo Hương thấy là cái này là hình như là nai phải không Huy? Dạ. Hủ tiếu này là hủ tiếu với lại thịt nai thì phải. Có rau thơm nữa nè. Nó thật sự giống như là cà ri vậy đó mọi người. Mọi người thấy ở đây có một cái chén nước chấm nhỏ để mình chấm cho mình ăn với món hủ tiếu này. Đó, một cái hủ tiếu sa tế thì bây giờ sẽ ăn thử nha. Thấy nó khá là giống món bò kho với món cà ri. Mà để ăn được cái vị không cay lắm nha mọi người. Ai không ăn cay được vẫn ăn được luôn. Nó chỉ có cái vị hơi béo béo thôi. Đây là thịt nai nè. Có miếng thịt nai nè, chấm thử vô cái nước nha. Chấm nha. Đó, chấm thịt nai vô. Thịt nó rất là mềm. Chấm vô cái nước chấm này nó ngọt ngọt hết. Giống như là ăn thịt bò nhưng mà nó sẽ dai hơn thịt bò một chút. Đây, đầu tiên Huy sẽ nếm thử miếng nước. Đúng rồi, đúng là cái vị sa tế hồi trước Huy ăn. Ăn hai tô luôn đi Huy. Thì cứ ở đây á, cái vị của nó lạ. Cái chỗ là có đậu phộng bên trong. Đúng không? Có đậu phộng ở ngay nước sốt của nó. Nó gây là làm lạ. Còn cái sợi này chính là cái sợi phở mà ở bên người Hoa thì người ta gọi đây là sợi hủ tiếu. Hủ tiếu mềm. Đó. Ngon quá ha. Ồ, nhìn bốc khói ăn. Nóng, nóng, nóng. Bao nhiêu năm mà Huy chưa được ăn món này? Chắc tầm 10 năm rồi. 10 năm chưa được ăn hả? Hồi trước Huy cũng ăn một quán nhưng tìm hoài không ra. Thì có một cái quán này cái vị hương vị cũng thì chàng. Ok. Ôi, chúc mọi người ngon miệng nha. Mình hãy cùng thưởng thức món này với Hương và Huy nha.
con heo mà bây giờ nó rẻ. Sau khi ăn mặn xong thì Huy sẽ dẫn Hương đi ăn ngọt. Đúng không? Đúng bài bản không? Theo cái quy trình rồi đúng không? Ok, thì sau đến Huy và Hương sẽ đi ăn chè. Chè gì? Huy cũng không biết nữa mà chè gì có cái trứng. Lạ vậy? Ờ. Ok, đi liền. Ok, đi thôi. Thì hồi nãy quên nói giá hủ tiếu á, là lúc này tụi mình tính tiền là 55.000 một tô. 55.000 một tô á? Đúng rồi. Wow. Nó hơi mắc chút xíu nhưng mà Hương nghĩ là do thịt nai á Huy. Đúng rồi. Nó mắc hơn là thịt thịt bò. Đúng. Tại vì con nai nó hiếm hơn mà đúng không? Con bò thì nhiều mà. Hương đang ngồi kế con bò luôn nè. Bò đâu thấy đó. Thôi bây giờ tụi mình sẽ đi tới quán chè. Thì bây giờ trời cũng đang mưa rồi, mọi người mua bắt thấy đi ăn và đi rủ vào ngày mưa Hương. Cái là bây giờ cái này chả mưa, thấy mưa mà. Sài Gòn có những cơn mưa bất chợt. Nhưng mà sao không bỏ đi ở làm pha nhà đi tâm hồn ăn uống của tụi mình. Hello, xin chào, Huy và Hương đã tới tiệm chè đây. Huy đã gọi món hột gà chè. Hồi nãy Hương nói cái này là gì? Hột gà chè đúng không? Đây. Súp hột gà. Thì còn gọi là món bột năng hột gà. Món này là món thạch. Cái đó gọi là cao tay ấn, cao long ấn, cao quy ấn, lưng quy ấn. Không biết. Đây là chè nhưng mà lại là có trứng hột gà. Đó. Đau Hương thường cắn cái rồi nó có gì đó rồi. Chị nó nói nóng á, để Hương thử cái nước trước em. Ủa nước lạnh mà. Ý là cái trứng nó nóng. Trứng nóng mà nước lạnh. Ừ. Kỳ. Thử cái nước trước nha. Okay. Đây nước là một lẹo nhưng mà ngon lắm, không có ngọt lắm á. Vậy hả? Giống nước sầm đúng không? Giống như nước sầm luôn. Chị nó cắn thử cái này. Mà sao Hương biết món này mà Hương gọi? Không, tại vì Hương thấy trên mạng có chụp cái hình cái này. Hương thắc mắc là Hương thử liền đó là cái thạch à. Để thử coi. Có vị gì? Giống như thạch gì đó. Ờ. Hay sao? Mở này ngon nè. Ờ. Ngon này đi. Hương thử này đi. Thử đi luôn mà. Cái này giống như là súp gì đó. Hương ăn hổ quá giờ, của ai cũng ăn hết vậy. Mà bây giờ trời đang mưa với lại Huy đang bị bệnh nên Huy phải ăn đồ nóng. Đúng rồi, súp. Nó là sao? Nó nghe mùi bột năng đúng không? Đúng rồi, cái này giống như là chè mà cái chậu bán không thể ăn á. Giống giống vậy á. Cái vị này cũng phải ăn qua rồi sao? Nó trộn lên cái trứng gà vậy, trứng gà nó trộn lên cho nó hòa tan vào chứ. Nhìn ngon quá à. Huy thấy nó giống súp nhiều hơn đó. Nhưng mà không, súp thì làm sao mà thích ngọt. Cái này giống như là cái chè của năng. Chè của thì vàng á. Chè bắp. Cái này mới lạ nè. Cái này lạ. Nhưng mà cái nước này nó ngon. Các bạn thấy là trời đã tối rồi. Và đây là món ăn cuối cùng của ngày hôm nay. Cũng là ở quận 5 luôn. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh. Yeah. Là cái đường mà họ hay dán keo xe đó mọi người. Thì Hương và Huy đã gọi hai phần kem dừa. Đây nó hơi chá rồi đó. Các bạn thấy không? Đây là kem bao quanh bởi một miếng dừa và ở trong là kem. Món này nó rất là ngon luôn á mọi người. Đây là món Hương yêu thích. Hôm bữa thì Huy có mua chung ăn một lần và Hương nhớ là nó rất là ngon. Hôm nay Hương nhất định là tới quận 5 thì Hương phải ăn được cái này Hương mới chịu. Còn không thì Hương sẽ không chịu. Ok. Thì đây cũng chính là món cuối cùng để hết clip luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử một miếng này cho mọi người xem nó ngon như thế nào nha. Mình thử sao mọi người biết được. Mọi người nhìn, mọi người biết. Nói chứ hồi nãy á, mọi người thấy cái món chè đó, nói chung là nó cũng được đi. Nhưng mà vấn đề là Hương không có thích lắm cái chỗ là trứng mà lại kết hợp chung với lại ngọt. Nó
hơi kỳ, nhưng mà nếu mà bạn nào muốn ăn thử mà cái món lạ lạ thì mình có thể ăn thử một lần cho biết. Hương thì Hương thích ăn kem hơn, nên giờ Hương sẽ ăn kem nha, mọi người cùng Hương ăn kem nha. Cái này cách ăn rất là dễ thôi mọi người. Đầu tiên chúng ta sẽ cắn một cục, cắn một cục, sau đó mình sẽ bỏ vô miệng. Nói chung là vậy thôi, ai không muốn ăn vậy thôi, đừng ăn cả. Lạnh quá nhưng mà ngon quá. Đóng băng chết tim rồi. Ngoài ra thì quán còn rất là lạnh quá. Rất là nhiều loại kem, kem nhãn, kem đầu riêng, kem chocolate, kem ổi, kem jogan, kem chanh, kem chuối. Mình thích ăn kem chuối nè. Có kem ổi nữa các bạn, kem ổi nó lạ lắm. Và rất là nhiều món ăn vặt luôn. Nhưng mà riêng Hương thấy là ở đây là cái món kem dừa này là ngon nhất trong cuộc đời luôn. Nó béo kem dừa, rất là ngon luôn. Và vừa qua là một cái video clip tổng hợp những nơi mà chúng ta sẽ có thể ăn thử ở quận 5 mà Hương nghĩ là có nhiều bạn chưa từng thử qua. Vì vậy mọi người ai muốn một lần trải nghiệm những món ăn như là hủ tiếu sa tế nai, hoặc là chè trứng gà, hoặc là kem dừa nguyên một miếng kem dừa ngon lành như vậy, thì mình hãy thử đi ăn những cái chỗ mà Hương và Huy recommend nha. Như thế tiếp đi. Làm sao để người ta biết? Hương sẽ để địa chỉ với phần description, các bạn có thể xem mà mình đi tới đó nha. Còn không, các bạn có thể hỏi những người bạn của các bạn sống ở quận 5 cũng được. Không sao cả. Thôi nhìn description đó là. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip của Hương và Huy. Hẹn gặp mọi người ở những video clip về ăn uống tiếp theo. Xin chào bà. Hẹn gặp lại.